bán review phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Chủ nhân đêm móc, ngài đã ra lệnh cho nô tỳ báo cáo mỗi khi thái hậu có động tĩnh gì, dù là hành động, dù là nhỏ nhất, có phải như vậy không? Vậy rồi sao? Nương nương đã bí mật gặp đội trưởng Bảo Phụ Thương. Thái hậu nương nương, có vậy nữa? Dạ, nô tỳ chẳng nghe được gì, nhưng hình như hai người họ đang âm mưu gì đó. À, còn có cái này nữa. Hôm nay đội trưởng Bảo Phụ Thương đã bí mật gửi lá thư này. Tiêu diệt tên quái vật. Đưa lá thư này cho Thái hậu nương nương. Chủ nhân nói nô tỳ giả giờ không biết gì, cứ đưa cho bà ấy sao? Giờ chúng ta đang đi săn, chúng ta không thể để con mồi chạy mất, phải gì không? Dạ phải, thưa chủ nhân đề móc. Thái tử đã gặp Thái hậu và đang lên kế hoạch nổi dậy, tiêu diệt tình quái vật. Hình như là hắn sẽ trở về hoàng cung vào ngày lễ trừ tà sắp tới. Tại hạ nói với ngài, nếu như tại hạ tháo bỏ mặt nạ thì hắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở về nữa. Một khi mà hắn lén vào trong hoàng cung, bắt hắn và giết chết hắn, nếu như mà ngươi thất bại, ngươi sẽ mất ngôi vị và cũng mất luôn hoàng hậu của mình. Đây là cơ hội cuối cùng ta trao cho người. Dạ, tại hạ chắc chắn sẽ bắt hắn và giao hắn vào tay của ngài. Nương nương, nghe nói là người đã gặp được thái tử sao? Làm sao có thể? Ta nghe nói người đã chết rồi mà. Thái hậu nương nương, bổn hậu, ta đây đã cố gắng giết chết người. Ta biết chuyện đó. Vậy mà ngươi vẫn cố gắng cứu ta hay sao? Mẫu thân à, thân là hoàng nhi, cần phải có một lý do để cứu mẫu thân của mình hay sao? Ta đâu có phải là mẫu thân ruột của ngươi. Di thần không còn ai để gọi là mẫu thân. Bây giờ di thần chỉ còn lại một mình người mà thôi. Là mẫu thân của di thần. Tại sao ngươi biết? Có phải hắn nhờ nương nương làm chứng hắn chính là thái tử thật hay không? Nương nương, ngươi ước lấy lại được quyền lực và sự tự tin của mình sao? Ngươi ước được sống trong điện của thái hậu hơn là chốn thâm cung này sao? Ngươi có ý gì, mau nói ra đi. Nhốt người ở nơi tây cung chán ngắt này, thật lòng mà nói, ta cảm thấy buồn không kể xiết. Lòng hiếu thảo và sự trung thành là nền móng của Joseon. Rồi mọi người sẽ nghĩ về ta ra sao đây? Dù bất kể trường hợp gì xảy ra thì người cũng là mẫu thân của ta kia mà.
Mẫu thân à, xin người hãy hứa rằng từ giờ trở đi người sẽ đứng về phía của ta. Nếu như người làm được như vậy, ta sẽ đưa người trở về cung điện của Thái hậu. Nương nương quên là mình đang nghiện viên chiết xuất của Hoa Chi Cúc hay sao? Người chọn ra tay giúp đỡ thái tử để rồi chết trong chốn tồi tàn này hay sao chứ? Ngọn gió nào đã đưa người đến đây vậy? Người đến đây để xem ta bị nhốt chốn Tây Cung có vui hay không hay sao? Đồng chi cúc của Biên Su Quy đã bị thiêu rụi rồi. Vì vậy viên chi cúc không còn đủ để phân bổ nữa. Theo như những gì chúng ta dự tính, nương nương và những thuộc hạ thân cận của mình sẽ mất mạng chỉ sau 10 ngày ngắn ngủi thôi. Tổng cộng những người sẽ mất mạng đạt con số là 75 người đó. Thật sự ngươi, ngươi sẽ thả ta ra khỏi nơi này hay sao? Dĩ nhiên là như vậy rồi. Nương nương, là hạ thần Thượng Thiện đây. Bệ hạ ban cho người những quyển sách này, xin hãy đọc chúng để chuẩn bị cho ngày thành hôn. Ấy sẽ xâm nhập vào hoàng cung vào ngày lễ trừ tà. Thái tử sẽ đến vào ngày lễ trừ tà. Ta nhất định phải tìm ra cho bằng đường chiếc hũ sành trước ngày đó. Điện hạ, chúng thần đã chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của người. Đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi đúng không? Phải. Ồ, các vũ công đeo cái này sao? Ngài rời bỏ hoàng cung để tháo gỡ mặt nạ. Thái tử có ý nghĩa rất quan trọng với hoàng thượng, nên ngài đã dùng chiếc mặt nạ để bảo vệ thái tử. Ngươi nghĩ thái tử có nên biết chuyện này không? Với chiếc mặt nạ đó, ngài ấy sẽ được bảo vệ. Hả? Gỡ chiếc mặt nạ đó sẽ làm cuộc sống ngài ấy gặp khó khăn. Tại sao ngài ấy lại tháo nó xuống chứ? Bởi vì ngài ấy là thái tử, không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ được đâu. Thái tử phải là người bảo vệ bách tính, đó mới là việc đúng đắn cần làm đó. Ngươi có hiểu được điều đó hay không? Bảo vệ ba tánh? Ngươi nghĩ thái tử có được sự gian dạ đó sao? Ngài ấy lúc nào cũng được che chở. Làm sao mà một người luôn được bảo bọc dốt nát có thể bảo vệ muôn dân chứ? Giờ ngài phải đeo mặt nạ để trở về hoàng cung. Ta sẽ trở về để sống phần đời còn lại của mình mà không cần đeo mặt nạ. Ngày mai chúng ta sẽ đeo những chiếc mặt nạ này và cùng nhau tiến thẳng vào cung điện. Trong buổi lễ trừ tà vào ngày mai, đội trưởng Bảo Phù Thương và thuộc hạ của hắn sẽ lẻn vào trong cung điện. Phải bắt hết tất cả bọn phản loạn, và ngay khi phát hiện đội trưởng Bảo Phù Thương, giết hắn ngay. Người đang muốn nói là đội trưởng Bảo Phù Thương phạm tội phản quốc à? Đúng như vậy. Tướng quân tam phẩm bảo vệ các cổng vào thành một cách chặt chẽ,
Dạ, thưa bệ hạ. Tham phán Chô Chê Chun, Cổng Ghi Uân Cheong, đội trưởng Bảo Phụ Thương và đám phản đồ sẽ không được phép đặt chân vào Ghi Uân Cheong. Ngươi phải đảm bảo được điều đó. Cho dù có tan xương nát thịt thì thôi cũng dốc hết sức để chặn bọn chúng lại, thưa bệ hạ. Ngày mai, nếu đội trưởng Bảo Phụ Thương xâm nhập vào cổng Ghi Uân Cheong, không chỉ có ta, mà cả các ngươi cũng sẽ mất mạng. Ngăn cản hắn cho bằng được. Dạ, thưa bệ hạ. Cô bé tên cô Moon muốn được gặp nương nương, nô tỳ nói sao đây? Dĩ nhiên, ngươi nói là... Tại sao? Ngươi lại xin phép ý kiến của thượng cung vậy hả? Ta mới là chủ nhân của nơi này mà. Mời cô bé vào trong này ngay lập tức đi. Nương nương, hoàng thượng ra lệnh cho chúng nô tỳ không cho người gặp ai hết. Vậy ngươi nghĩ ta là ai trong trống hoàng cung này? Ngươi sẽ trở thành hoàng hậu của cả vương quốc này. Như ngươi vừa nói, ta sẽ trở thành hoàng hậu. Hoàng thượng chỉ cần những người đến viếng thăm ta để ngăn chặn những điều không đáng có trước ngày thành hôn. Có điều là một đứa bé 6 tuổi sẽ đem lại rắc rối gì cho ta? Ngươi đang đùa cợt với ta hay sao vậy hả? Nương nương, không phải như vậy đâu thưa nương nương. Mời cô bé đó vào đây ngay lập tức cho ta. Dạ.